À, các bạn, đây là củ dày anh chị ạ. Rất đông, ngày quá đông rồi. Dòng người đi chảy cộ. Đây, đang mua. Ok, long, sùng long. Chị chuyển lên Hà Nội đi. Anh ơi, anh này bảo cái này không vừa, anh có thiết kế không được thì là thiết kế. Đấy, anh có đây, anh để hình thì tao là ra này. Chồng em chuyên đi thiết xe đấy. Đấy. Rồi, nhưng mà đừng để gãy gãy tán nhá. Gãy. Đây, mọi người đang chuyển cây lên. Đấy. Đấy. Cây này cũng là thế nào? Nhưng mà mua tàn không vừa lại bỏ lại. Toàn xe đẹp mua xe mua cây này không. Tại vì mấy ông cố. Tay người đòi mua cây này nhưng không vừa xe rồi ta toàn xin số điện thoại. Lại em chuyển. Rồi. Chịu rồi, không thể mua được. Chịu không thể mua được. Không thể vừa xe được, chịu rồi.